xin mời cả nhà nghe. Hôm nay mình sẽ đi vào khu Hồng Phát An Bình nha cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng với Bưởi Miền Tây trải nghiệm khu Hồng Phát An Bình. Hiện nay cơ sở hạ tầng như thế nào nha. Và đây là trường quốc tế Singapore nè cả nhà. Bên hông trường quốc tế Singapore có một con đường lộ rất là lớn luôn, chạy vào khu Hồng Phát An Bình. Hình như lộ này rộng chắc tầm 30 mét á. Lộ hai chiều nha cả nhà, mình đi vào khu Hồng Phát An Bình nha. Đây là khu Hồng Phát An Bình nè. Khu đô thị An Bình, Ninh Kiều, khu đô thị mới Hồng Phát. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng khu Hồng Phát An Bình nha. Đây là trục chính nha. Bên đây là khu Hồng Phát An Bình bên tay phải của mình nè. Còn bên trái là khu STK nha. Ở đây có làm gì mà con đường rất là đẹp luôn. Đây là vô cái cổng khu Hồng Phát An Bình nữa nha, mình đi qua nha. Có cái công viên rất là to luôn, cái dãy nhà này là dãy nhà trục chính nè. Diện tích chiều ngang là 5, chiều dài 24. Và đây là công viên nè cả nhà, công viên Hồng Phát An Bình nha. Cái dãy nhà trục chính thì ngang 5 và dài 24 là rất là rộng luôn, có 7 mét á. Bán một trệt 4 lầu, 3 lầu, 4 tầng. Giá bán là 10 tỷ. Và đây là mình vào tới con đường 5A nghe. Đây mời cả nhà xem con đường 5A nha. Rất là gần với đại học FPT luôn. Cái tòa nhà lớn đó là đại học FPT đó. Khu này toàn là biệt thự thôi. Trường đại học FPT, trường đại học Nam Cần Thơ đều rất là gần luôn nha. Mình quay lại nha. Cả nhà có nhu cầu mua nhà đất khu Hồng Phát An Bình alo 0939868788 gặp ở miền Tây nha cả nhà ơi. Yeah. Thử này rất là đẹp luôn, đường 5A.
Mình đi tiếp nha. Đi ra tới tòa nhà phía trước của cái khu Hồng Phát An Bình này nè cả nhà. Kế bên bệnh viện ung bướu luôn là bệnh viện SIS, là bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Cần Thơ luôn nha. Hồng Phát An Bình đây cả nhà thấy rõ không? Yeah. Hơi mờ quá. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha.